trong cái clip này chỉ mình râu thôi. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người, những người đã sắp đi chuẩn bị quay, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shadow Shop là tôi từ sau đây. Trời ơi các bạn ơi, nếu các bạn đang thắc mắc rằng tại sao trong video này chỉ có một mình râu thôi á thì buồn lắm, để tôi nói cho các bạn nghe. Ngày hôm nay các thành viên của Hero Team đi hết trơn rồi, trong này không còn ai hết trơn, còn có một mình tôi à. Nên trong video này có một mình tôi à, nên các bạn cũng đừng có thắc mắc nhiều, đau lòng lắm. Ok thôi, nhưng mà tôi nghĩ anh em à, lâu lắm rồi tôi không có quay một cái video nào đó bắt cua một mình anh em. Đó giờ tôi kiểu từ lúc mà qua Minecraft đến giờ á, tôi chỉ quay bắt cua chung với mọi người để tấu hài thôi, chứ chưa có bất kỳ một cái video nào tôi bắt cua một mình để show trình show kia cho anh em coi cả. Và trong video ngày hôm nay thì anh em sẽ thấy được một YouTuber bắt cua gà nhất Việt Nam. Hứa với anh em luôn, tôi bắt cua anh em không chửi tôi gà thì thôi luôn á. Thì anh em nào mà thấy tôi bắt cua gà đừng quên bình luận với bên dưới cho tôi biết nha, nhưng mà đừng chơi tôi gà nha anh em ơi. Anh em hãy động viên tôi bằng những lời an ủi thật là từ đằng sau đấy lòng nha, kiểu anh cô cố lên, anh cô tập nhất quyết sẽ hành bờ gồ mà nó kiểu thế, đây mình có động lực mình tập bắt cua anh em. Ok anh em ạ. Rồi con map này là một con map bắt cua gì đó, mình tất nhiên là map bắt cua rồi, còn của một bạn tên là Hi LK thì mình sẽ để cái link tải của map bắt cua này bên dưới cái phần mô tả nha. Và đây là cái phần start game nè. The Overworld. Wow, là thế giới trái đất anh em ạ. À không, The Earth mới là trái đất anh em, mà còn The Overworld là thế giới bình thường của Minecraft á, nó không phải là kiểu Nether hay là The End ấy. Ấy, nó kiểu thế. Rồi, thì nói chung là lâu lắm mà tôi không có bắt cua trong Minecraft kiểu show trình show kiếm như thế này, mà tôi không biết là ngày hôm nay là tôi có bắt cua nó ngu đi hay không thì anh em cũng không cảm cho tôi nha. Đấy, có rất là nhiều anh em bảo tôi là trời ơi, cô ơi, cô tập bắt cua lại đi, cô bắt cua gà quá. Thật ra không phải đâu anh em, kiểu đôi lúc mình quay video á là mình phải nói liên thiên liên thai như thế này là mình không có tập trung bắt cua được. Tại vì khi mà mình nói là mình giảm hết 50% công lực của mình rồi. Nếu mà bình thường mình bắt cua mình im im á, anh em bắt cua im im, anh em bắt cua thì nó rất là dễ. Còn nhưng mà anh em bắt cua anh em vừa kiếm chuyện để nói như tôi để gọi là tương tác với các bạn ở trên video á, nó khó cực kỳ. Anh em nào mà đã từng gọi là quay video mà nói liên tha liên thiên như tôi, nói nhiều như tôi thì anh em mới biết được là cái việc gọi là vừa nói nhanh mà gọi là vừa phải gọi là bắt cua nó khó như thế nào. Anh em nào mà trải nghiệm cảm giác đó rồi thì anh em comment phía bên dưới cho tôi biết nha. Tôi nghĩ chắc là ít anh em trải nghiệm cảm giác này lắm. À đây. Đây là bắt cua đường tắt nè anh em nhìn nè. Rồi mình sẽ đứng sát cái góc nha. Rồi mình sẽ chỉ lên cục đá này. Đấy, chỉ vô đây, từ đầu tiên vô đây nè. Đó xong rồi. À, 1 2 đấy. Đi đường tắt mà nó đi lâu hơn cái đường chính là giỏi nha mấy má. Đó, nó phải như vậy. Trời ơi, đi đường tắt mà nó đi lâu hơn đường chính thì hơi bị quê luôn á mấy má ơi. Đó. Anh em nào mà cảm giác kiểu tôi cảm tôi một cảm giác nha, lúc mà tôi chơi Minecraft á là cái con game này nó không có giống những game bắt cua khác, tức là nó phải canh góc các thứ đồ rất là kỹ lưỡng anh em ạ, chứ không phải chỉ dựa vào kỹ năng không, mà nó còn phải dựa vào sự tính toán nữa. Nên là cái lúc mà tôi nói chuyện nhiều như này nè anh em thì tôi sẽ gọi là không canh góc và không tính toán được kỹ cho anh em. Đó, đâm ra là nhiều lúc anh em thấy tôi bắt cua kiểu nó kiểu bị hay té vậy nè. Đó là do tôi nói nhiều quá anh em đó. Nhưng mà anh nhiều anh em cũng hỏi tôi là trời mày nói nhiều vậy, sao mày không im đi rồi mày bắt cua để cho các bạn coi không? Thật ra nếu im bắt cua thì ai cũng nhảy được rồi. Thì tôi bắt cua là chủ yếu là video là tôi vừa nói để cho các bạn có cái để các bạn coi đúng không? Chứ tôi còn im tôi chơi á thì các bạn chơi cũng được vậy đúng không? Đâu cần coi video của tôi. Các bạn tự chơi, các bạn gọi là tự coi trình của mình cũng được vậy, đâu cần coi video của tôi. Đó, video của tôi chủ yếu là do các bạn nghe tôi nói nè. Đó, xong rồi các bạn gọi là coi tôi chơi nè. Đấy, hợp lý không? Rồi ok. Đây là cái đường tắt khó nhất nè anh em, tôi nghĩ tôi sẽ té mấy mẹ cái đường tắt này luôn á. Từ nè. À, mình sẽ đo góc ở đây. Đấy, anh em nhìn kỹ nha. Rồi tôi sẽ đo góc ở đây này. Đó. Xong rồi. Thấy tôi biết mà cái đoạn này nó khó lắm. Thật ra tôi phải đi cái đường kia anh em. Nhưng mà gọi là cái đoạn này nó sao ta? Nó là đường tắt anh em, đường tắt nhưng mà người ta là nhảy một lần qua, còn tôi là nhảy đường tắt nhảy chục lần qua, nên đường tắt nó thành đường không tắt anh em ạ. Đường chính anh đi với kia à. Đó. Bây giờ chắc tôi sẽ cắt khúc này qua anh em. Tôi nghĩ đoạn này tôi sẽ té rất là nhiều đây. Ok. À, đoạn này tôi cắt nha, rồi tôi cắt nha. Tôi chấp nhận đoạn này tôi thua nha. Rồi tôi cắt á. A few minutes later. Qua được rồi. Trời ơi, tính ra cái đoạn này nó dễ vậy mà tôi không nghĩ ra anh em ạ. Cái đoạn này mình chỉ cần lấy đà, mình nhảy lên rồi tự nhiên cái mình, người ta là chỉ cần chạy lấy đà thôi, tôi nhảy lấy đà má, hèn chi nãy giờ nó không lên. Trời ơi, thật ra nhảy lấy đà nó cũng được á, nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút so với chạy lấy đà. Trời ơi, 47 lần mới lên được anh em ơi, trời khổ quá mà. Đó, đây là cái đường tắt nè. Nếu như mà anh em không đi cái đường này thì anh em phải đi rất là lâu để anh em phải đi qua được cái đoạn này. Đó, anh em phải đi vòng một vòng như này, anh em nhảy xuống đây anh em qua đây, anh em mới qua được đây. Đó, cái đường tắt, nhưng mà nếu như mà để đúng thời gian mà để tôi nhảy được cái số lần mà tôi té cái đường tắt đó chắc phải hơn cái thời gian đi đường chính anh em. Bởi vậy mới nói là đường tắt qua Tyrone nó thành đường
không tắt anh em. Ok, rồi bây giờ cái đường này thì ngoài cái đường này nó không có đường tắt mấy má. Cái đường này là chúng ta chỉ thể nhảy như này. Đó, như thế này thôi chứ không có đường tắt. Đấy. Cái này mắm này thì tôi không tự tin để tôi speedrun. Tại vì căn bản là tôi nhảy nó còn fail lắm. Đây cái đoạn này hình như tôi nhớ là có một cái đoạn đường tắt ở ngay đây nè. Đấy, ồ, đây cái đoạn này có đường tắt nha anh em, cái đoạn có đường tắt nha. Nếu như bình thường mà anh em nhảy thì anh em phải nhảy một đoạn khá là xa. Sau đó anh em phải đi lên cái cục ở trên đây nè. Anh em nhảy xuống mới lên được trên kia. Nhưng mà đoạn này thì mình chỉ cần gọi là lợi dụng cái đam á. Anh em lợi dụng cái đam á. Có một cái mà trong Minecraft tôi nghĩ chắc là bạn nào mà chơi Minecraft lâu á thì các bạn sẽ biết được cái đam này. Tức là khi mà các bạn bị dính đam á thì cái gọi là sao ta, cái khoảng cách nhảy, cái độ cao mà anh em nhảy được nó sẽ cao hơn. Đây. Như này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đó nó phải như vậy anh em thấy không? Tức là mình nhảy, khi mà mình nhảy xuống cột slime này nè, nó sẽ kiểu bị dính một cái đam. Sau đó anh em bị tưng lên, cái đam nó sẽ đẩy anh em lên thêm nữa. Đó là vậy đó. Thì bây giờ anh em chỉ cần là lợi dụng cái việc đó là anh em có thể đi được rất là nhiều đường tắt luôn. Mà đặc biệt hơn hết là map này đặt cực kỳ nhiều slime luôn anh em ạ. Nên là rất nhiều đường tắt luôn. Anh em không tin đúng không? Anh em thử tải map về anh em thử đi. Trời thề với anh em nhảy bao phê luôn anh em ạ. Đấy, ok. Rồi cái đoạn này thì nó rất là đơn giản nè. Ở đây nó cũng có một cái đường tắt để tôi chỉ cho anh em nè. Cái đường tắt này nó cực kỳ dễ đi luôn, nó dễ đi hơn cái đường tắt của slime nhiều. Đây nhá, bình thường anh nhảy xuống đây anh em nhảy qua đây không? Không, anh em nhảy qua đây này. Lo kỹ thuật xíu mấy má. Lại nè, lo kỹ thuật. Đây anh em nhảy qua đây này. Đó, xong nhảy qua đây. Đó, thấy chưa? Đó, nó nhanh hơn không? Đi bên kia thì anh em phải đi một vòng khá là xa luôn. Đấy, rồi ở đây mình sẽ chỉ cho anh em một cái mèo nè. Anh em khi mà đi xuống đây anh em nhảy thẳng xuống dưới đúng không? Trời, nhảy thẳng dưới là dài rồi. Đấy, chúng ta phải đi như này. Đấy, chìm xuống đúng không? Đây, chúng ta sẽ để thẳng qua đây. Đó, nó đi thẳng qua đây. Anh em chìm xuống dưới là anh em phải đi một vòng nữa, anh em thấy không? Đấy. Mình đi những cái đường tắt như thế này thì nó sẽ dễ gọi là dễ dàng hơn cho chúng ta, mà con mắm nó bớt dài đi nữa. Nếu anh em đi cái đường chính thì mắm nó dài lắm. Đây, rồi đoạn này nó cũng dễ nè. Đây anh em nhìn tôi nha. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi bấm cái nút này. Đó. Đi đường chính là đi rất là lâu nha. Anh em đi mấy cái đường kiểu tắt như thế này thì đi mắm nó dễ dàng rất là nhiều. Mà cái này không phải ăn gian nha mấy má. Cái này là người ta gọi là tận dụng gọi là cái chức năng của game nha. Trời, mấy mẹ cứ kêu tôi ăn gian chết tôi á. Anh em thề, anh em trên kênh của tôi nhá. Người ta kênh người ta, idol người ta là sẽ gọi là fan của người ta là người ta sẽ kiểu ủng hộ idol đúng không? Còn fan tôi hả? Toàn gọi là anh cô té đi. Anh cô té đi. Vậy không có mấy má, kiểu chồng trực tôi té không à, thề không hiểu kiểu gì luôn. Mà trong khi fan người ta nha, tài trời ơi idol mình bắt cua bờ gồ quá, cố lên anh ơi. Ở fan tôi té đồ té đè, nghe tức không nhưng mà tôi vẫn vui nhưng mà tại vì các bạn ủng hộ tôi á. Mấy bạn fan ủng hộ tôi là tôi vui lắm rồi. Mấy bạn trù tôi rồi là tới mai cũng được nữa, tôi nhận hết anh em nhá. À, cái đoạn này thì đi nước lên nè. Có nhiều bạn đi tới đây sẽ không biết đường đi nhá. Đây có nhiều bạn đi tới đây sẽ không biết đường đi này, các bạn nhớ nha. Đường này sẽ có một cái nước ở đây nè. Đó anh em đi lên cái nước này, đó anh em trôi lên này không? Đó, đi nhanh lên, trôi lên. Đấy, thấy chưa? Đó mình trôi lên đây nó sẽ dễ hơn. Còn nếu anh em không trôi lên được ở trên kia, anh em có thể chui vô cái lỗ này. À không, cái lỗ này bị bịt lên mà đúng không? Ừ, mà bắt buộc phải trôi lên kia anh em ạ. Rồi, ở đây nó có một cái đường nó cũng khá là perfect nè anh em. Đây cái đường này tôi sẽ chỉ cho anh em. Đây cái đường này nó sẽ nhảy vòng hàng rào như này, từ từ. Đây, tôi sẽ chỉ cho anh em. Hây. Lo cái thuật xíu này mà lo cái thuật xíu giáo viên của Long phải lỗi cái thuật chứ trời. Đó, nhảy xíu này. Ai hợp lý không? Đó. Giáo viên của Long phải lỗi cái thuật chứ mấy ba. Trời đâu phải ai cũng gọi là hoàn hảo lắm đâu. À trừ mấy ông gọi là record gì đó nhảy bờ rồ thì tôi không nói, còn tôi thì chỉ là một thằng gà của Minecraft rồi. Ok, đó. Nhảy cực kỳ đơn giản luôn anh em. Map này anh em nhìn vậy thôi, anh em nhìn thấy nhiều đường vậy thôi nhưng mà nhảy dễ lắm. Anh em nào không biết đường anh em hãy coi video của tôi để anh em coi đường anh em đi cũng được. Tại vì bình thường á mấy con map bắt cua của Minecraft thì tôi thấy là các bạn kiểu hay phải mò đường nhiều á. Còn map bắt cua của Mini World thì không cần phải mò đường. Đó, đây. À, như này. Tới luôn. Tới luôn bạn ơi, đấy hợp lý không? Đó, mình nhảy như thế này nó sẽ nhanh hơn. Anh em thấy không? Đây là một trong những cái đường tắt là cực kỳ đơn giản luôn. Đập lửa đi. Đó. Rồi chỗ này thì chúng ta không cần phải nhảy xuống dưới đâu anh em ạ. Đây chỗ này để mình chỉ các bạn nhảy này. Đây các bạn nhảy xuống ngay cái chỗ là ba nè. Đó, thấy chưa? Nó nhanh hơn nhiều phải không? Các bạn nhảy xuống dưới kia là chết luôn á. Các bạn nhảy xuống dưới kia là các bạn đi vòng chết luôn á. Anh em thấy không? Mình nhảy rồi sao mà cháy đau vậy? Ai da, cháy đau. Trời ơi, thành con sói nướng rồi anh em ơi. Mình hết cháy đây. Trời, thành con sói nướng. À đây rồi, hết cháy rồi. Trời ơi, cứ mỗi lần mà chơi theo kiểu gọi lợi dụng lava hết thành sói nướng à. Đây rồi, chỗ này. Hi. Chà. Ai da. Lỗi. Trời ơi, anh em lỗi kỹ thuật xíu. Trời, trong video này lỗi kỹ thuật hơi nhiều anh em. Ôi, nói chung là anh em đừng trách tôi tại vì tôi bắt cua ngu mà. Tôi không có nhảy được cái này. Đây, bây giờ nhảy lại nè. Nhảy đây. Đấy. Bùm, đó, thấy chưa? Đó mình nhảy lên đây luôn.
Đó, tự nhiên tôi mới học được cái trò gọi là lợi dụng cái lỗi slam này khá là hay. Mình nghĩ là bạn nào mà chơi Minecraft lâu á thì các bạn cũng sẽ biết được cái này thôi. Thì cái này là mình đang chỉ cho những bạn nào mà gọi là mới chơi Minecraft á, mà các bạn không biết á, thì các bạn có thể gọi là chơi cái kiểu này thì đi cực kỳ nhanh luôn anh em, thề đi với tốc độ Fast and Furious luôn anh em ạ. Đi mà anh em lắp cái motor vô đích anh em chạy luôn á, người ta sẽ kêu anh em gọi là động cơ bệnh cũ anh em hiểu không? Đấy. Rồi. Trời ơi, thề với anh em luôn, bắt cua mượt không anh em? Bắt cua mượt không? Đây là lần đầu tiên tôi bắt cua mượt như này luôn á. Đối với một người bắt cua ngu như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi bắt cua mượt như này anh em ạ. Mượt quá trời mượt luôn. Trời ơi, mượt mà liền. Đây. Trời ơi, dễ không? Anh em trong cái map nó dễ hơn hàng bao nhiêu không? Đấy. Trong nó dễ hơn biết bao nhiêu. Từ. Đoạn này là từ. Đoạn này lưu để mà xin cái này mà cho chắc. Ok. Rồi, ok. Đấy, hợp lý. Rồi, ok, lên đây. Đó. Map khá đơn giản luôn. Anh em nào muốn tải map thì đi xuống bên dưới mô tả tải nha anh em ơi. À, đối với những con bắt cua như này mà theo kinh nghiệm của tôi chơi bắt cua bao nhiêu năm nay ở trong Mini World, tôi đem qua Minecraft, thì tôi khẳng định một điều rằng Minecraft bắt cua khác Mini World. Đó, mà cái điều ai cũng biết anh em. Đấy, nhưng mà nói thiệt thì bên Minecraft thì chú trọng vào cái việc gọi là tính toán và cũng như là tính góc nhiều hơn. Còn bên Mini World thì chủ yếu là sẽ là dựa vào kỹ năng. Bên đây thì anh em phải tính toán, tính góc đồ tùm lum hết, anh em phải tính góc kỹ lắm luôn á. Còn bên Mini World thì anh em bám tường là xong rồi. Đấy, nói chung là mỗi bên nó sẽ có một cái khó riêng. Đấy, đây. Ui, đoạn này. Tôi thích nhất cái đoạn này anh em. Đây, tôi thích nhất cái đoạn này. Đây, đoạn này canh góc nó sẽ kỹ hơn một chút nè. Đây, mình sẽ canh ở đây. Đấy, rồi đứng dậy. Hi. Chà. Đây nè, lại nè. Hi. Ui. Đó. Xem lên kìa trời ơi. Hay thế à. Ok. Đó, nó phải như này. Đấy, nó như này mới đúng à. Trời ơi, hai lần nhảy hụt. Mà phải chi nhảy hụt bởi vì tôi nhảy không lên thì không nói đi. Nó nhảy hụt bởi vì tôi quay chuột. Tôi quên quay chuột với mát. Tôi là nổ cá vàng, quên tơi, quên trước, quên sau vậy anh em ơi. Ôi, tính ra là cái map này á, thật ra thì nó không có khó anh em ạ, mà do chính tôi gọi là cố gắng làm cho nó khó thôi. Ừ. Nhưng mà anh em đi bắt cua đường chính thống của map này nó dễ lắm. Anh em nào mà thử chơi map này đi bắt cua đường chính thống của nó dễ lắm. Còn bắt cua mấy cái đường tắc giống như tôi thì nó mới hơi khó thôi. Hơi khó nha chứ không phải là khó quá nha. Từ từ tôi gãi lỗ mũi cái. Ok rồi. Đó, nó hơi khó thôi chứ không có khó quá. Đấy. Như này. Trời đơn giản không anh em? Anh em nhìn thấy tôi bắt cua đơn giản không? Thật ra map này anh em vô nên bắt cua này thấy đơn giản hơn những gì mà anh em coi trên video nữa, nó đơn giản cực kỳ luôn. Nhưng mà quan trọng cái là anh em phải đừng bắt cua đường tắt. Dạ. Yeah. Bắt cua đường tắt giống tôi thì anh em sẽ kiểu tôi nghĩ là anh em sẽ bắt cua được đường tắt bờ đồ của tôi. Đây là minh chứng cho việc là đừng bắt cua vừa nói nha anh em. Nha anh em. Đây là minh chứng đó. Ok. Anh em nào quay video về bắt cua mà muốn highlight tốt thì đừng học Go anh em nhé. Học Go là anh em sẽ không có highlight khi anh em quay video bắt cua đâu. Tại vì nói nhiều quá. Trời ơi, nói nhiều quá, nó ăn hết chất xám rồi anh em. Trời ơi, bây giờ hình Go ngu rồi. Giờ hình Go không não rồi anh em. Ok ok, bây giờ mình sẽ bắt cua mình bỏ não ra nè. Bắt cua muốn bắt cua tốt phải bỏ não ra. Đó, ok ok. Rồi bây giờ nhảy vòng qua đây. Đấy, đơn giản, easy. Rồi ok. Rồi đoạn này lại tiếp tục. Đoạn này lại tiếp tục, chúng ta sẽ lợi dụng cái slam này để chúng ta nhảy lên nè anh em. Đây. Rồi cái slam này muốn nhảy lên em phải canh góc chuẩn nha. Đây, canh góc chuẩn ở đây nè. Đó, anh em phải canh chuẩn ngay cái góc thì nó mới nhảy lên được nha anh em ơi. Rồi, ngay đoạn này. Ngay đoạn này có một cái đường tắt nhưng mà tôi không chỉ anh em đâu, anh em tự mò đi. Có một cái đường tắt nhưng mà tôi không chỉ anh em đâu, anh em tự mò nha. Tôi sẽ đi đường này để cho anh em không biết cái đường tắt là gì. Thật ra tôi không nói với anh em là video nó ngắn quá là tôi đi đường này cho nó dài ra bớt rồi anh em ơi. Ok. Rồi ok, đoạn này thì ôi, lỗi kỹ thuật, tôi kêu tôi dạy đường tắt, tôi có kêu tôi đâm đầu xuống lava thôi. Trời lại lỗi kỹ thuật rồi mấy má ơi. Má một video quá nhiều lỗi kỹ thuật mấy má. Má nhìn nè, trời ơi nãy giờ thằng sói nướng liên tục luôn. Đấy, ok, trời ơi thằng sói nướng liên tục quá trời. Rồi chừng nào mới hết trái, trời trái đâu. À đây hết rồi. Đấy, thật ra thì cái hiệu ứng trái nó khá khó chịu anh em mà tôi không biết sao nhưng mà bắt cua tôi ghét gọi là hiệu ứng trái lắm. Không biết anh em nào có giống tôi không nhưng mà tôi bắt cua tôi cực kỳ ghét cái hiệu ứng trái luôn, tại vì nó trái xong khó nhảy cực kỳ anh em. Khó nhảy dám mang con ngang luôn. Đấy. À đây, đoạn này là gần kết thúc được cái map số 2 này nè. Chúng ta chuẩn bị qua cái map số 3 nè anh em. Trời ơi, anh em thấy là tôi bắt cua gà không? Tôi biết anh em sẽ chê tôi bắt cua gà mà, nhưng mà anh em cố gắng động viên tôi xíu nha anh em, để tôi tập bắt cua nha.
cho nên em á, em chơi chê nhiều quá là tôi bắt cua gà hẳn á. Mình đã bắt cua gà rồi nhưng mà anh em chê phát nên tôi bắt cua gà hẳn cho anh em coi, anh em tin không? Anh em tin không, tôi bắt cua gà hẳn cho anh em coi à. Thôi anh em, tôi đùa đấy, anh em vẫn tin nha. Anh em vẫn tin, anh em vẫn tin. Ok, rồi, ok, ok. À không, tôi đùa đấy, anh em tin đi. Ừ, tôi nhầm, anh em tin đi, anh em tin đi. Anh em tin đi để tôi có động lực tôi bắt cua bro anh em à. Đấy, ok. Rồi, đó, hợp lý không? Đó, hợp lý không? Trời ơi. Nói chung thì con map này đơn giản quá anh em à. Anh em nào chơi map này rồi cho tôi một cái gọi là cảm nhận về map này cái. Map này không đi đường tắt thì đơn giản như đang giỡn vậy á. Ui ôi, như nãy tôi bị kẹp đầu anh em à. Một YouTuber bắt cua chuyên gia đập đầu vào tường là Sigo Official anh em nhé. Cái đầu tôi bây giờ tôi biết có bao nhiêu khối u trên đó rồi anh em à. Anh em nhìn nè, trời ơi cái đầu này chắc mốt tôi vẽ skin mấy cục u trên đầu để u đầu rồi đây mà. Kiểu bắt cua nhiều quá u đầu. Ok, ồ cũng hợp lý à, biết đâu thành thương hiệu của tôi rồi sao đúng không anh em. Rồi ok, đoạn này hình như là mình sẽ kéo đây. Thôi 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 bỏ đi anh em, đoạn đường tắt này thôi tôi sẽ không đi đâu. Anh em tự mời nha, anh em tự mời nha. Thật ra tôi không nói với anh em mà đoạn đường tắt này tôi đi không được. Ừ, nói chung là anh em tự mời nha. Đoạn này thì đi được anh em. Tôi đã mò và tôi đã đi được một lần rồi, nhưng mà mấy lần sau tôi đi không được anh em mà. Tại cái đoạn này nó hơi khó để canh cái góc kia. Nên thôi mình đi đường chính đi cho chắc anh em ạ. Trời, map đơn giản thế nha. Map đơn giản thế nha, thề luôn. Anh em nào bảo map này khó là dối lòng, anh em nào mà bảo map này gọi là dễ quá thì đúng chính xác ấy, map này dễ cực kỳ luôn. Đấy, trời. Go nhảy được là ai cũng phải nhảy được luôn các bạn nhá. Go nhảy được là ai cũng phải nhảy được luôn. Tại vì Go bắt cua gà như này mà Go còn nhảy được thì các bạn phải nhảy được đấy. Các bạn nhảy được xong thì các bạn nhớ là comment lên cho Ro biết là các bạn nhảy nhảy có khó hay không nhá. Rồi ok. Hi hi yeah. Múa làm gì Go ơi. Trời ơi, fan muốn đi chơi. Đấy đúng rồi, nó phải như thế. Trời ơi, múa cho lắm vô xong rồi gớ xuống là qua hành xối nướng mấy lần luôn à. Yeah. Ok ok, rồi đoạn này hình như cũng có nè anh em. Đoạn này có nè, trời ơi, đoạn này có nữa nè, trời. Tôi thích mấy cái đoạn mà đi như này lắm anh em ạ. À. Đây như này. Đó, hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý liền. Nhìn phát là mê luôn. Anh em nào mà gọi là chơi bắt cua trong Minecraft mà anh em thích mò mấy cái đường tắt như tôi thì anh em đừng quên điểm danh bên dưới luôn nha anh em ơi. Này, đoạn này thì cái đường tắt bên đây đi hơi cồng kềnh một chút. Kịp, hơi kịp, kịp rồi, may quá kịp rồi. Ôi ôi, may quá kịp rồi, từ từ đợi hết trái cái này mà. Nó cháy như này khó quá. Hết trái nào, hết trái nào. Ủa nó cháy như này nó khó anh em ạ. Nếu như mà anh em đi đường chính á thì nó sẽ rất nhiều cú lừa nha. Ví dụ cú lừa đây nè. Anh em đạp cửa anh em vô lại là anh em kẹt trong kia, anh em phải đi cái đường ngoài đây. Đấy. Có nhiều ông sẽ bị lừa kiểu gọi là bị map cú lừa á. Đạp phát là đi vô lại bên trong kia là đi lại từ đầu luôn. Đấy. Nên là anh em nào mà không muốn bị lừa thì cứ coi hết video của tôi nha. Đấy. Hợp lý không? Tôi ngồi đây tôi chỉ đường hết cho anh em luôn nè. Đấy, hợp lý không? À. Đấy. Đấy. Đấy, hợp lý liền. Trời. Mày quá lên tới anh em ơi. Trời, quả đó xém tí không lên tới anh em ạ. Quả đấy xém tí là đập đầu vào tường máu phun ra rồi. Trời ơi. Ok, ok, ok. Trời ơi, bị một giọt cái đít mà vẫn nhảy bắt cua bro. Phê đây kìa, bay kìa phê bro cười. À không, tôi nhầm, tôi già anh em ạ. Tôi quên. Ê, từ đoạn này thì hi. Đoạn này tôi không biết là tôi nhảy kiểu này được không ta. Được không nhờ? A few minutes later. Đây, cúi người lại nha. Hi. Đó, phải cúi người như vậy nó mới vô được anh em ạ. Còn cúi người nãy của tôi cúi người trễ quá. Trời đất ơi. Ok, rồi, đó. Map này thật sự rất là đơn giản. Nhưng mà anh em không nhảy những cái đường giống như Go. Đó, những cái đường âm binh này. Rồi, bây giờ đoạn này anh em không cần phải làm gì chi cho xa xôi đâu. Như này là lên rồi, đó. Anh em đi xuống dưới kia là anh em phải đi một vòng như thế này. Anh em lên trên kia anh em nhảy á. Anh em nhảy giống tôi là anh em phải lên được trên đây rồi, thấy không? Rất là đơn giản luôn, có những cái đường tắt nó cực kỳ đơn giản. Nhưng mà anh em kiểu không chịu tìm tòi, không chịu mò á. Anh em chịu mò xíu là ra hết đường tắt à. Đấy. Rồi ok, đấy như này hợp lý luôn. Game là dễ anh em hiểu không? Đấy, 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 hợp lý không? Hợp lý không? Đây, hợp lý liền. Game là dễ, dăm ba cái map bắt cua này sao làm khó được rồi. Really, nigga? Mặc dù là Ro bắt cua gà, nhưng mà Ro vẫn bắt cua được map này là anh em phải bắt cua được nha. Rồi ok. Uầy, tới đoạn này. À đây, xem tí là quên đường anh em ơi. Nói chung là con map này nó có nhiều đường cú lừa lắm, anh em phải nhìn kỹ. Tại vì đôi lúc có những cái đường là đường cục á, là mấy cái đường nó không có bắt cua đến đích được, mà anh em phải đi cái đường khác. Đó nên là anh phải nhìn kỹ nha, nhiều khi nó gọi là lừa hai ba đường lắm. Rồi. Đấy, thôi game. Đấy dễ không? Đấy dễ không? Đấy dễ không? Ừ. À đẹp.
Sau đây anh em hơi mất lịch sự, nhưng mà tôi vừa mới ăn xong, đâm ra là nó còn hơi có hơi trong người anh em. Ok đấy. Ok đấy, anh em thấy chưa, mát dễ chưa đấy. Nhìn qua rô chơi phát là dễ luôn, anh em thấy không? Đấy, dễ luôn, hợp lý luôn, đấy, qua luôn. Đấy, game dễ vãi nổi anh em ạ. Đấy, tôi chưa bao giờ thấy con game nào dễ như con game này. Tôi sống 23 năm trên cuộc đời rồi, chưa bao giờ tôi thấy một con map nào dễ như con map này. Tôi gáy thế thôi chứ tôi bắt cua té nãy giờ anh em ạ. Anh em đừng chơi tôi bắt cua gà nha. Tôi gáy cho cuộc đời nó thêm vui thôi. Đấy, múa liền, trời múa liền. Đây, đoạn này mới đáng để múa nè, đoạn này mới đáng để múa nè. Đó, đoạn này mới đáng để múa nè, anh em thấy không? Một phát qua luôn. 1, 2, 3, 4 block đấy. Anh em nào nhảy được đoạn này không? Anh em nào nhảy được đoạn này điểm danh bên dưới cho tôi biết là tôi không cô đơn nha anh em ơi. Đây, tôi sẽ đếm block lại cho anh em nè. Đó, 1, 2, 3, 4 block xéo nha. 4 block xéo nha và có tường chặn nha. Thật ra đoạn này nó nhảy dễ lắm, anh em chỉ cần canh đúng góc là anh em nhảy được rồi. Anh em nào nhảy được anh em đừng quên điểm danh bên dưới để tôi bớt cô đơn nha anh em ơi. Chứ mình tôi nhảy được tôi cô đơn lắm. Anh em nhớ điểm danh cho tôi bớt cô đơn nha. Rồi, ui rồi. Đấy là này đánh đồng. Thì đánh đồng thì đơn giản anh em ạ. À, bây giờ anh em sẽ thấy gọi là sao ta? Người bắt cua gọi là phá đảo Minecraft đây. Đây tôi sẽ phá đảo Minecraft cho anh em coi nè. Tôi sẽ không bao giờ mà là tôi sẽ không phá đảo Minecraft trong sinh tồn nữa. Phá đảo Minecraft trong sinh tồn làm hoài. Chán rồi, bây giờ phá đảo Minecraft trong bắt cua luôn. Đấy. Rồi nhảy xuống đây. Đó, phá đảo Minecraft trong bắt cua luôn anh em nhá. Đó, giết rồng Ender trong bắt cua luôn. Hợp lý không? À, tôi không biết là phá giết rồng Ender đã phá đảo Minecraft chưa nhỉ? Anh em giết rồng Ender phải phá đảo Minecraft chưa anh em cứ mắng tôi với. Anh em cho tôi xin ý kiến với, phải là giết rồng Ender là phá đảo Minecraft không? Tại vì tôi hồi trước ấy là tôi cứ nghĩ là giết rồng Ender là phá đảo Minecraft. Nhưng mà có nhiều bạn bảo tôi là giết rồng Ender chưa phải phá đảo Minecraft đâu anh ơi. Đó, thì tôi cũng đang hoang mang lắm anh em ạ. À. Anh em cho tôi một cái lời gọi là giải thích với. Giết con nào mới là phá đảo Minecraft hay là Minecraft không thể phá đảo được ta? Tôi nghe già bạn kia là Minecraft không thể phá đảo được ấy. Tức là giết rồng rồi nhưng mà vẫn thể chơi được nữa anh em. Xong rồi. Trời, vậy là xong rồi. Trời, nhanh không? Trời ơi, vậy là xong rồi. The end. Thành for playing. Rồi, bây giờ mình nhảy xuống đây là mình sẽ quay về vị trí bắt đầu rồi. Xong rồi anh em ơi. Ok. Và nói chung là video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn nào thích video này thì các bạn đừng quên để lại một like và xem sẽ được nhiều comment trên kênh YouTube của Sido Vision này. Và bấm vào cái bên đăng ký để nhận thông báo mở khi ra video mới các bạn ơi. Ui ôi, rank S luôn nè các bạn thấy chưa? Rank S luôn à. Trời ơi. Ok, thì bây giờ thì tạm biệt và nếu các bạn muốn mình chơi map bắt cua nữa thì anh em đừng quên để lại một bình luận dưới cho nó biết nha. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Bye bye.